được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến .vn. Cuối chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến có mặt tại trục đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến hàng một cặp nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được cái chủ nhà thiết kế có thang máy rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Căn nhà mình thì đã có diện tích từng căn là căn phía bên tay trái đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài lên đến 17m và được cái chiều nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Và căn phía bên ngoài, căn phía bên tay phải thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 17m và nở hậu nghĩa là lên đến 8m và đều được cái chiều nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, một phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và mình có 6 nhà vệ sinh, mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng ở phía sau của căn nhà. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cho mình có một cái phòng ở phía trước được anh chị đúc kiên cố, mình có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ cũng như là phòng sinh hoạt chung đa năng của gia đình rất là thuận tiện. Và với cặp nhà mình thì đang có hướng là hướng tây nam của tràng thuộc về nhà Tây Tích Trạch và đây là khu vực mặt tiền phía ngoài của căn nhà. Với mặt tiền căn nhà mình thì được anh chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền cũng được anh chị ốp cho mình thì những mảng đá trang trí và hệ thống đèn led để chiếu sáng và những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì nằm trên con đường thông, con đường rộng lên đến 8m, xe cho tải di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và bên trong mình sẽ có một khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Với cặp nhà này thì thuận tiện cho nhà mua ở và mở các phòng kinh doanh buôn bán cả các loại ngành nghề. Và căn nhà mình thì chỉ cách đường trục chính đường Phạm Văn Chiêu phía ngoài tầm cỡ khoảng độ 30m luôn, mua ở và kinh doanh cũng như mình có thể làm văn phòng đại diện, văn phòng công ty cũng như là mình có thể mua để kinh doanh với các mặt hàng như quán cà phê cũng như là quán ăn rất là thuận tiện. Và với cặp nhà này thì mình sẽ có một cái căn nhà phía bên tay trái này đang có giá mềm hơn, chỉ hơn 11 tỷ thôi. Và căn phía bên tay phải này thì nở hậu chữ L lên đến 8m cho nên là đang có giá là hơn 14 tỷ. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà phía bên ngoài, căn nhà nở hậu để giới thiệu đến nhà. Và căn nhà bên cạnh, căn nhà phía bên tay trái thì Nhà đất Hoàng Tiến đang quay video và đã gửi đến cho khách hàng rồi. Thì căn nhà mình được thiết kế cũng như là cặp nhà mình được thiết kế là mình sẽ có hai lớp cửa, bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha tính tổng lực 10 ly. Và bộ cửa này thì mình có thể lùa lại hai cánh và mình có thể mở ra hai cánh để gia đình để xe hơi vào bên trong rất là thuận tiện. Và đây là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Với sàn nhà được lót gạch đá mỏng kính 80 có độ bê tông rất là kiên cố và chắc chắn. Hai bên tường cũng được anh chị ốp gạch đá trang trí cao lên kín tường, mình có hệ thống đèn led đèn chiếu sáng rất là đẹp. Phía trên mình có hệ thống đèn đèn chùm. Cũng như căn nhà mình thì có bề dài lên đến 17m và chỉ sâu vào tầm khoảng độ 8m là nở hậu chữ L lên đến 8m vuông vức rất là đẹp và được anh chị thiết kế cho mình. Một bên thì mình làm cầu thang bộ cũng như là cầu thang máy và không gian phòng bếp cũng như là một cái sảnh cũng như là không gian rất là rộng ở các lầu thì để thuận tiện để gia đình mình có thể là kê thêm một bàn ghế để mình vui chơi hóng mát và mình có thể làm phòng làm việc thì rất là thuận tiện. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm khu nội thất bên trong và khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại cũng như là tặng lại hết khách hàng. Và di chuyển ra khu vực phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng không gian chút trời lên đến 1m và được anh chị ốp gạch đá trang trí rất là đẹp và mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở khu vực phía sau căn nhà để phục vụ cho khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực gara để xe của căn nhà. Và với căn nhà mình thì đang có bề ngang lên đến 4m2 và chiều dài lên đến 17m và nở hậu vuông vức, nở hậu chữ L lên đến 8m. Cho nên được anh chị thiết kế thì mình có thể để được hai chiếc xe hơi vào bên trong căn nhà. Rất là rộng rãi và mình có một cái không gian phòng bếp rất là rộng với tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là bền. Bên trong mình có đầy đủ nội thất tặng kèm như một cái quầy bar
Cũng có bếp điện từ, quạt hút lâu chỉ chân mát, kệ để chân mát và máy đông đếm gạo cũng như là máy rửa chân mát cũng được các chị sắm sẵn để tặng lại hết với nhà hiếm nhà mua căn nhà này. Và chỉ với giá hơn 14 tỷ một chút xíu, còn thương lượng mạnh là khách hàng sẽ sở hữu ngay cho mình căn nhà được thiết kế có thang máy. Và với căn nhà này nở hậu thì đang có diện tích đất được công nhận lên đến là gần 100 m, cho nên là đã có giá là 14 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng. Và căn bên cạnh thì chỉ có 11 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng. Với hai căn nhà này thì khách hàng đang xem video cảm thấy hai căn nhà này phù hợp với gia đình mình, đến nhân dân liên hệ về theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để nhà đất phòng chúng ta đi xem. Một cặp nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp, có trọng tải lên đến 500 kg và nằm ngay ngã ba của Phạm Văn Chiêu và cây châm, gần với lại ngã tư Quang Trung cũng như Phan Rí và Phạm Văn Chiêu, thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Minh bằng con đường Quang Trung và con đường Trường Chinh. Và với căn nhà mình thì nằm sát với lại siêu thị MH đang xây dựng sắp xong tại trục đường Phan Rí. Thì căn nhà này thì mai mốt là khách hàng có thể ra siêu thị cũng như là rất là gần với cái siêu thị MH lớn nhất quận Gò Vấp, nằm tại trục đường Phan Rí và nằm ngay ngã tư Phan Rí và Quang Trung. Căn nhà mình thì chỉ cách ngã tư Quang Trung và Phan Rí chỉ tầm cỡ khoảng độ 500 m thôi, rất là thuận tiện để gia đình ra siêu thị vui chơi và hóng mát, rất là thuận tiện. Đây là khu vực phía bên trên, khu vực nhìn từ bên trên xuống khu vực phía bên dưới, khu vực gara để xe của căn nhà. Và chỉ với giá hơn 14 tỷ một chút còn thương lượng thì khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy và đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình tôi mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một cặp nhà nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại ngã tư Quang Trung Phạm Văn Chiêu như là Phan Rí và gần với lại siêu thị MH của trục đường Phan Rí. Và với căn nhà mình thì được các chị thiết kế có tới 5 phòng và anh chị thiết kế full nội thất 4 phòng, còn lại một phòng thì anh chị để trống. Và với căn nhà này thì các chị thiết kế với nội thất rất là cao cấp. Mình sẽ có mỗi lầu mình sẽ có 2 phòng ngủ master và đều có bồn tắm nằm cũng như là hệ thống lavabo toàn cầu sử dụng bằng cảm ứng tự động. Và đây là khu vực không gian nhà vệ sinh của phòng ngủ phía trước của căn nhà. Với căn nhà mình thì được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết với nhà. Và chỉ với giá trên dưới 14 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Với mỗi phòng ngủ thì mình đều có cửa sổ mở ra bên ngoài, lý do và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có thêm một cái tủ quần áo rất là lớn, phòng thay đồ cũng như là có bồn tắm nằm. Và mình sẽ có thêm một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm ở phía bên trên sân thượng của căn nhà để thuận tiện để gia đình mình lên vui chơi hóng mát và sử dụng khu vực không gian phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm ở phía bên trên rất là rộng và rất là thoáng cũng như rất là mát. Thì quý hàng đang xem video hãy đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ, đặc biệt là những căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong cũng như là những căn nhà đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Và với căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài lên đến 17m và nở hậu chữ L lên đến 8m. Thì căn nhà này
được xem như là lớn nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Thì quý hàng đang xem video, nếu muốn sở hữu cho mình một căn nhà có diện tích khủng tại quận Gò Vấp, thì quý hàng nhanh tay liên hệ về số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Nó Hàng đi xem căn nhà được anh chị thiết kế với nội thất rất là cao cấp này. Với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế với hệ thống nhà vệ sinh, cái nhà mình bồn tắm nằm và có bồn tắm xông hơi cũng như là nhà vệ sinh rất là cao cấp. Và mình sẽ nhắc lại là cặp nhà này nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã ba cây Trâm và Phạm Văn Chiêu cũng như sát với lại ngã tư Quang Trung và Phan Lữ Ích. Và với căn nhà mình thì được các chị thiết kế cho mình có một phòng tắm xông hơi, có bồn tắm đôi ở phía bên trên sân thượng ở phía sau căn nhà, với không gian phòng tắm rất là rộng và được các chị thiết kế với hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng trần xuyên suốt rất là đẹp, và mình có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực lầu 3 của căn nhà, và phía trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng. Với căn nhà mình thì được các chị thiết kế cho mình có tới 5 phòng ngủ và tới 6 nhà vệ sinh, và mỗi lầu thì mình sẽ có thêm một cái sảnh rất là lớn để mình có thể kê thêm những bộ bàn ghế rất là rộng rãi và thoáng mát. Với căn nhà cũng như là cặp nhà được thiết kế một trệt, một lửng và tới 3 tầng lầu, và tổng cộng mỗi căn nhà mình có tới 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, thờ, giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của cặp nhà này là hướng Tây Nam, thuộc xã thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và cặp nhà này thì nằm sát với lại trục đường chính cũng như là nằm trên một con đường thông, thì thuận tiện đến hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán. Và với căn nhà mình đây được thiết kế có thang máy thì thuận tiện đến hàng có thể là mua ở và mở quán cà phê thì rất là thuận tiện, với không gian rất là rộng và mình có thể chuyển đổi công năng để kinh doanh hoặc là làm văn phòng công ty thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà nằm sát với lại trục đường chính thì thuận tiện để mình có thể treo băng rôn cũng như là thương hiệu rất là thuận tiện. Và đây là khu vực phía bên trên, khu vực sân thượng của căn nhà. Mình sẽ có một cái sân thượng rất là lớn ở phía trước và một cái sân thượng lớn ở phía sau. Căn nhà mình có tổng cộng tới 2 cái sân thượng và rất là thoáng và rất là mát và được anh chị thiết kế rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 14 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài đến 17m, và được anh chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 4 tầng lầu này. Với những căn phía bên cạnh thì đã có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài đến 17m, được anh chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 4 tầng lầu thì đã có giá mềm hơn, chỉ 11 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng. Đây là khu vực phía sau của căn nhà với khoảng sân nở hậu lên đến 8m, và được anh chị thiết kế cho mình có một thêm một cái quầy bar ở phía bên trên sân thượng để gia đình có nhu cầu lên vui chơi và hóng mát thì rất là thuận tiện. Và căn kế bên thì mình cũng có một cái quầy bar cũng như là phòng bếp ở phía bên trên. Với hai căn nhà được thiết kế nó ná giống nhau, và với căn nở hậu này thì đang có giá hơn 14 tỷ còn thương lượng, và căn bên cạnh thì Vũng Phúc thì đang có giá chỉ 11 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy cặp nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh lên liên hệ về tới số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Nó Hàng đi xem. Cũng như cặp nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ phân biệt rõ ràng, anh chị mới mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, và anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu cần vay thêm ngân hàng. Và video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn lại khách hàng những video tiếp theo.